Buổi hội thảo giới thiệu chương trình học tiếng Anh mới Island Smart Start do Ocean Guru DTP tổ chức đã diễn ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tham dự hội thảo có đại diện của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Lào Cai cùng gần 200 hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên tiếng Anh trong địa bàn tỉnh. Sau phần giới thiệu và định hướng ngắn gọn của bà Trần Thị Thùy Dung, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Lào Cai, đại diện của tập đoàn DTP Online đã giới thiệu cho các thầy cô giáo tỉnh Lào Cai về giáo trình tiếng Anh Island Smart Start cho học sinh tiểu học, cũng như hướng dẫn thầy cô giáo cách sử dụng phần mềm Island Smart Start trên các thiết bị thông minh. Các thầy cô giáo tham dự buổi hội thảo được hóa thân thành học sinh tiểu học để trải nghiệm những tiện ích mà Island Smart Start đem lại, qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan của mình về chương trình học mới này. Island Smart Start là một chương trình học tiếng Anh gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học tại Việt Nam, được nghiên cứu và biên soạn bởi đội ngũ các tác giả nước ngoài, các chuyên gia Việt Nam cùng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Island Smart Start là sự phối hợp giữa xu hướng giảng dạy tiếng Anh quốc tế với nhu cầu thực tế của lớp học tại Việt Nam. Điểm nổi bật của chương trình học này là nội dung được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho lớp học ở Việt Nam, yếu tố văn hóa và truyền thống Việt Nam là nền tảng xây dựng giáo trình. Cách thức giảng dạy vô cùng hiện đại và lôi cuốn, các bài hát vui nhộn, các hình ảnh sinh động, những mẩu truyện tranh và trò chơi phù hợp từng lứa tuổi học sinh tiểu học. Thông qua các bài tập, học viên được làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp trong các kỳ thi quốc tế như Cambridge Young Learner hay TOEFL Primary. Cũng trong buổi hội thảo, đại diện của Ocean Edu DTP đã giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề học phí cũng như giáo trình, thiết bị phục vụ cho chương trình học này. Hy vọng Island Smart Start sẽ sớm được áp dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố Lào Cai để các em học sinh có thể tiếp cận với một chương trình học hiện đại, qua đó các em được tiếp thêm niềm yêu thích và say mê với bộ môn tiếng Anh.